nối tiếp câu chuyện diệt quỷ của đội 4 trong lần hội ngộ đầu tiên, và lần này họ đã chính thức đối mặt với con quỷ Vĩnh Hằng. Denji đã phải tình nguyện ra mặt và hy sinh bản thân để cứu cả đội. Tập 6 Chainsaw Man được chuyển thể từ nửa sau của chap 15 cho đến giữa chap 18. Và tất nhiên như thường lệ, những khung cảnh trong manga sẽ được khắc họa vô cùng rõ nét. Có khá nhiều chi tiết mà mình cảm thấy nó vô cùng thú vị, cũng như là vài chi tiết hay ho mà có thể các bạn đã bỏ lỡ đấy nhé. Vậy những chi tiết đó là gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và phân tích tập 6 của anime Chainsaw Man nhé. Quỷ Vĩnh Hằng. Tất nhiên vì cả đội đang kẹt trong cái tình cảnh chết tiệt này thì nhân vật phản diện chính của phần này không ai khác chính là con quỷ Vĩnh Hằng này rồi. Đối với con quái vật này thì có khá là nhiều điều thú vị để nói về nó mà có thể các bạn chưa biết đấy. Có thể thấy ngay khi bị kẹt tại cái khách sạn này thì đồng hồ luôn dừng tại lúc 8 giờ 18 phút. Kim giờ, kim phút, kim giây cũng chả di chuyển một chút nào cho dù Aki có chờ bao lâu đi nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại 8 giờ 18 phút? Nếu như các bạn để ý thì cả đội cũng đang bị kẹt ở tầng 8 của khách sạn này. Thời gian cũng dừng lại ở lúc 8 giờ 18 phút luôn. Và hình hài con quỷ này, lúc Denji nhảy xuống giao chiến, phải mất một khoảng thời gian cậu mới gặp được cái lõi của nó. Và hình dạng của cái lõi đó cũng là hình số 8 nằm ngang với hai cái miệng. Và trùng hợp thay, tên của nó cũng là Vĩnh Hằng. Vậy với nhiều đầy thông tin thì có lẽ các bạn cũng đã nhận ra rồi đúng không nào? Đây chính xác là những gì các bạn nghĩ đấy. Tất cả những thứ trên đều là những chi tiết có chủ đích của con quỷ này. Vì là đại diện cho nỗi sợ của sự vĩnh cửu, nên hầu hết các chi tiết và các vấn đề có liên quan đến số 8 hay những thứ có liên quan đến sự vô cực. Và với cái tên này thì có một điều thú vị là nó không thể chết được. Đúng vậy, đúng như cái tên, sự hiện diện của nó là vĩnh cửu và nó không thể chết trừ khi nó muốn. Vậy thì phần trăm để Denji đánh bại nó là con số 0 chăng? Đúng là con quỷ này không thể chết. Nhưng có một điều thú vị là nó khá là yếu và rất sợ bị đau. Nếu để ý thì khi Himeno ra tay bóp nát con quỷ này, nó đã hét toáng lên vì đau đớn và rồi nổi khùng ngay sau đó. Denji đã nhận ra được điều đó và cậu đã tìm thấy được một hy vọng chiến thắng. Hơn nữa, thứ mà con quỷ này sợ đó chính là cái cưa của Denji. Bằng một lý do nào đó mà quỷ Vĩnh Hằng khá là sợ tiếng cưa máy nổ. Và đó cũng chính là lý do mà nó đã bẫy đội 4. Thêm một điều thú vị nữa mà chúng ta có thể biết rằng, đó là quỷ có vòng luân hồi vô định và chúng không thể chết, cứ lên xuống nhân giới và địa ngục liên tục. Nhưng ký ức của chúng thì không thể bị giữ lại. Cứ mỗi lần thực hiện vòng lặp sinh tử thì toàn bộ ký ức của chúng đều bị quên hết. Thế nhưng vì sao con quỷ Vĩnh Hằng này lại nhớ đến tiếng động cưa của Denji? Lý do mà nó sợ tiếng cưa máy của Denji đó là do chính nó biết rằng tiếng cưa này không ai khác chính là của người cưa dạng nguyên thủy khi còn dưới địa ngục. Đây cũng là một điều khó hiểu vẫn còn tồn động và chưa giải thích được. Ngoài ra thì cũng có một số nhân vật khác nhớ tiếng cưa máy này cũng như là sự tồn tại của Chainsaw Man nguyên thủy như Makima hay Angel, người sẽ xuất hiện sau này. Kobeni. Có lẽ nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất sau khi xem xong tập này không ai khác chính là cô nàng nhút nhát này rồi đúng không nào? Xuyên suốt tập 6, thì trọng tâm đều xoay quanh câu chuyện tìm lối ra và cách để giải quyết vấn đề với con quỷ Vĩnh Hằng. Và cách duy nhất đó chính là giao trái tim của Denji cho nó. Thế nên, vì là một người nhút nhát sợ chết, cô Benny đã 5 lần 7 lượt đòi giết Denji và làm khó cho cả đội. Như bạn hẳn là xem xong tập này sẽ tỏ ra khó chịu và có phần cảm thấy ghét cô bé này. Bởi cả tập, cô Benny chả làm gì mà chỉ báo quá trời báo đúng không nào? Mình hiểu điều đó, bởi nếu là một người chưa đọc qua manga và là một người mới bước chân vào thế giới của Chainsaw Man thì điều này cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà thực chất thì cô Benny là một cô nàng khá là dễ thương đấy. Nếu là một fan manga thì các bạn sẽ thấy điều này khá thú vị và cảm thông cho cô Benny hơn là cảm thấy bực mình. Cũng trong tập 6, chúng ta có thể thấy cô Benny đã tâm sự về hoàn cảnh của mình. Thực tế thì cô bé này không muốn làm thợ săn quỷ một chút nào, nhưng vì gia đình mình khá nghèo, nhà thì có tới 9 chị em gái và một thằng anh trai, bố mẹ thì cưng người anh trai đó hơn. Thế nên là cô Benny đã bị ép phải nghỉ học, lựa chọn việc đi làm gái hoặc trở thành thợ săn quỷ để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Và tất nhiên, một con người liêm chính và cũng không muốn trở thành cháu ông Liêm nên là không còn lựa chọn nào khác, cô Benny mới trở thành thợ săn quỷ bất đắc dĩ như thế này. Có thể thấy, thợ săn quỷ là một điều khá phổ biến đối với con người ở trong thế giới Chainsaw Man vì nó kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để có thể làm được điều đó. Và cô Benny là một trong những ví dụ điển hình. Thứ mà cô nàng muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, được đi học và sinh hoạt bình thường như bao con người khác. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô bé mới tự dấn thân vào con đường này. Vậy mới thấy là cô nàng dũng cảm và hy sinh tới mức nào đúng không? Nên là anh em hãy thông cảm cho cô Benny nhé.
Còn về việc cô Penny chỉ có biết báo và vô cùng phế thì các bạn hãy cứ đợi thêm vài tập nữa là chúng ta sẽ thấy sức mạnh của cô nàng mà thôi. Thực tế thì cô bé này khá là chiến đấy nhé. Nhưng vì sức mạnh của cô Penny nó ương ương dở dở, lúc bộc phát, lúc không, nên là chả biết đâu mà lần. Mình cũng đã làm một video về cô Penny. Anh em nào thấy cô nàng này thú vị thì hãy ghé qua mà xem nhé. Vì cô nàng này là một người khá đặc biệt đấy. Aki và Himeno. Không biết các bạn thế nào, chứ đối với mình, ở tập 6 này, khung cảnh ăn tiền nhất đó chính là đoạn hồi tưởng giữa Aki và Himeno. Nó quá đẹp cũng như là quá thơ mộng. Trong khung cảnh chiều tà, cả hai cùng đứng ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố thơ mộng và tâm sự về những câu chuyện đời. Nhìn vào thì cứ tưởng hai ông bà này là một cặp, nhưng thực chất thì mối quan hệ giữa họ chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu. Nhìn thấy được sự đặc biệt và thú vị trong tính cách của Aki, Himeno đã đem lòng yêu chàng trai trẻ này. Nhưng con tim của cậu nhóc đã trao cho bà chị Makima mất rồi, nên là dồn nén tất cả cảm xúc đó, Himeno chỉ biết đứng đằng sau và theo dõi cậu. Thực tế thì Aki không hề nhận ra được điều đó, cậu chỉ xem Himeno là một người chị đáng kính, một người thân trong gia đình mà thôi. Bởi sau Kishibe thì Himeno là người gắn bó với cậu nhất, là người chỉ dạy cho Aki nhiều thứ, từ cách chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến và cả cái thói hư hút thuốc nữa. Cả hai đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài, thế nên mối quan hệ của họ rất là khăng khít. Chúng ta đều biết, Aki có nhiều khế ước mạnh, nhưng ngược lại nó cũng đem về rất nhiều tác hại, và điển hình là thanh kiếm mà cậu luôn mang theo bên người. Thanh kiếm này là một thanh kiếm lời nguyền, cậu có thể dùng nó và kết liễu bất kỳ đối thủ nào trong vòng 3 nốt nhạc, nhưng đổi lại, tuổi thọ của cậu cũng sẽ bị tước đi khá đáng kể, và có thể thấy nguyên nhân khiến cho Aki bị đâm trong cái tình huống này cũng là một phần do thanh kiếm này. Vì không muốn Aki phải sử dụng nó, nên Himeno đã dùng quỷ ma để trói cậu lại. Trong tình cảnh hỗn loạn, Aki đã lao đến và thế là cậu nhóc đang một nhát đâm của cô Penny. Có thể thấy, nếu như không vì Himeno ngăn cản, thì Aki đã có thể đá con dao của cô Penny ra khỏi tay như khung cảnh lúc trước mà cậu làm rồi đúng không? Nhưng vì Himeno lo sợ, cậu sẽ rút thanh kiếm đó ra và bị rút ngắn tuổi thọ, nên là cô mới phải động thủ trước. Tình yêu thật là dã man mà, nên là yêu vào là lú hết cả lên. Denji và Power. Đập vào mắt của chúng ta về bộ đôi báo đời và báo đốm của tập này, đó chính là Denji thì tranh thủ ngủ, còn Power thì ra ngoài ăn hết đồ ăn dự trữ của cả nhóm. Ngoài ra còn nghiên cứu cái mẹ gì đó về cái giải Nobel sáng tạo. Còn mắm Power thì đúng là báo thật, vì ngoài việc trêu cô Penny từ nhà đến trường thì cô nàng chả làm cái mẹ gì hết, ngoài việc cầm máu cho Aki ở những giây phút cuối của truyện. Còn Denji thì tuy là thấy vậy thôi, chứ thực chất thì cô cậu là đứa năng nổ thứ ba sau Aki và Himeno đấy nhé. Có thể thấy, cậu là đứa đi kiếm lối ra cùng với Aki ngay khi cả nhóm bị sập bẫy. Nhưng vì không thể thoát được, nên là Denji mới vác giái đi ngủ. Một phần lý do mà cậu nhóc tỏ ra khá là chiêu trong cái tình cảnh như thế là vì Denji đã tìm ra được cái giường này. Trước đây, Denji toàn phải nằm trên nền phẳng hoặc nằm trên những cái giường cứng rẻ tiền, nên là khi với được cái nệm êm như thế này, không tận hưởng thì hơi phí. Và đó là lý do mà Denji nói rằng hãy gửi lời cảm ơn tới con quỷ khi nhốt cả đội vĩnh viễn ở nơi này, và sau đó thì đánh một giấc. Hơn nữa thì cô cậu cũng chính là đứa dám đứng ra giải quyết vấn đề này. Sau khi nhìn thấy Aki bị đâm bởi cô Penny, Denji đã không còn phẫn nữa, cậu bắt đầu nghiêm túc và bảo Power cầm máu cho Aki. Và vì không muốn Aki phải chết và nợ bất kỳ ai, thế nên Denji mới lao mình xuống chiến đấu. Mà cái sự chiến đấu này không phải cứ vậy mà đánh đâu nhé. Denji đã quan sát thấy điểm yếu của đối thủ và biết rằng con quỷ này rất sợ bị đau, nên cậu mới đặt cược một phen và đấu với nó. Điều này thể hiện rằng khả năng quan sát và đánh giá tình huống của Denji rất tốt, cộng thêm chất điên của mình nữa, thì điều này đã làm cho cậu trở nên bất khả chiến bại. Đây chỉ là một phần nhỏ trong cái battle IQ thiên phú của Denji mà thôi. Nếu muốn biết Denji thông minh và nhanh nhạy như thế nào trong chiến đấu, thì các bạn hãy ghé qua video này xem nhé. Khi chiến đấu thì Denji sẽ thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều đấy. Makima. Câu hỏi được đặt ra là Makima đã ở đâu trong tập 6 này và tại sao cô nàng không vào giải cứu mà để cho cả đội lại rơi vào tình huống như thế này? Nếu như các bạn còn nhớ thì người giao nhiệm vụ cho cả đội cũng là Makima và bọn họ là thợ săn quỷ của Cục Bảo an trực thuộc chính phủ. Thế nên là khi có yêu cầu từ dân chúng, nhiệm vụ sẽ được chuyển giao qua các phân đội và Makima sẽ là người quyết định phân đội nào sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Và với cái sức mạnh kiểm soát thông tin vô cùng bá đạo của mình thì hẳn là cô nàng cũng đã biết rõ được tình hình của quân địch cũng như là tương quan sức mạnh của quân ta.
Đội 4 này là một đội hoàn toàn mới, toàn là những tân binh và những cá nhân đặc biệt, với những tính cách đặc biệt, không thể hợp tác với nhau. Vậy thì tại sao Makima lại để điều này xảy ra? Bởi vì là giả tâm của cô nàng. Makima biết được rằng đội 4 này chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với một con quỷ có sức mạnh như thế này. Và cô biết chắc rằng kiểu gì Denji cũng sẽ giải quyết được, nên cô cứ giao việc cho họ mà thôi. Thứ mà Makima quan tâm đó chính là sự khăng khít của Aki, Denji và Power khi làm xong cái nhiệm vụ này. Và điều đó đã xảy ra. Như mình đã nói ở trên, Aki đã bảo vệ cho Denji bằng việc đỡ cú đâm cho cậu. Và để trả lễ cho hành động đó, Denji đã kêu Power cầm máu cho Aki. Và ngay lập tức cậu cũng hy sinh bản thân, nhảy xuống và bèm nhau với con quỷ vĩnh hằng này để khỏi phải mắc nợ Aki gì cả. Thế là từ đó, sợi dây liên kết giữa ba người này được khăng khít thêm. Đó là lý do mà Makima giao nhiệm vụ có phần khó khăn này cho bọn họ và ở nhà quan sát mọi thứ. Như mỗi khi thì kết phim sẽ là một bài hát khác nhau. Về phần ending song của tập này thì không phải bàn rồi, vì nó quá là hay, được thể hiện bởi Vocaloid P Canaria. Có thể thấy trọng tâm của ending lần này chính là hình ảnh của đội 4. Cả đội bước vào những bậc thang dài đằng đẵng và không có điểm dừng. Điều này tượng trưng cho việc cả đội bước vào cái bẫy của con quỷ vĩnh hằng để thu thập những mảnh súng. Và hình ảnh Chainsaw Man giờ đang cháy lửa chùa này nói đến việc Denji sẽ biến hình và chiến đấu trong tập 6 của anime. Nếu như không có gì thay đổi thì tập sau chúng ta sẽ được chứng kiến nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng cháy mà Himeno sẽ chào cho Denji đấy. Không biết là MAPPA sẽ diễn tả cái cảnh này kiểu gì đây. Và đó là tất cả những gì mà mình có thể sòi ra trong tập 6. Còn chi tiết nào thú vị mà mình có lỡ bỏ qua thì đừng ngần ngại mà comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.